Xin kính chào toàn thể các bác trên không mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè Nam Châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là một cặp loa Wolf Freedom, model của nó thì em phải mở cái phần tần này lên nhìn mới nhớ được. Cái mã này nhìn rất là quen nhưng mà hay quên, đó là EVPX15. Đó, đây là một dòng loa Bass 40, sử dụng là từ 17-16 và tiếp là từ 12-44 Wolf Freedom, bãi xịn của Anh Quốc. Tình trạng là thùng còn khá là đẹp, duy nhất là có một đôi và giá em báo luôn các bác là rất là tốt luôn. Giá hiện tại bên em đang có bán tại cửa hàng là 6 triệu tròn, giá rẻ bằng một nửa so với giá thị trường. Rẻ nó có vấn đề của nó. Đây là cái phần lưới này, em nói thật các bác là đầu xuân năm mới là đi mua hàng là khắt khe lắm, em chọn hàng cực kỳ kỹ luôn. Đấy, nó bị nỗi đúng hai cái lưới. Đấy, một cái lưới xịn, còn một cái kia thì mất lưới thì người ta cho cái lưới khác vào. Thế nên là em cũng ý kiến với chủ hàng rồi, nên là mặc cả giá thật tốt, nên các bác nào mà thích xịn và rẻ thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo nhá. Bass 40 từ 17-16, tép từ 12-44, bass tép nguyên zin hết nhá, phần tần nguyên zin hết. Đấy, các bác nhìn này, hay linh kiện gì cái là nhìn ở trên mạch là biết ngay. Đó, đây mạch của nó đây. Thùng này thì rất là đẹp nhá, chỉ có một số các điểm này. Cái này em dùng bàn chà này để phẩy bụi. Cái thùng này phẩy bụi nó rất là dễ, nó không như cái thùng sơn sần kia. Tí em sẽ review nó còn loa bề bàn kia. Đấy. Đây là phần bát của nó này, bát 40 từ 17-16. Ôi trời ơi, nặng thế cái chỗ này. Đây là phần bát này, cái màng của nó bát còn khá là đẹp nha. Cái này em chưa vệ sinh đâu. Đây, con này cũng thế. Em sẽ lần ngược lại. Đặt lên đây. Đấy, bát 40 Wolf Freedom. Đấy. Con bát này là sản xuất 16/2014. Còn con này là cũng 16/2014, các bác nhìn thấy số này. Đấy. Và đây cụ tép đây, sản xuất con này là 10/2021. Con này là 06/2011 đây, con này 2011. Đấy, đồng nhập 2021. Cái đời của con này thì nó tầm 2014-2015 thôi, đời nó rất là mới bây giờ. Mẫu này trên thị trường thì theo như em được biết thì nếu mà tình trạng đẹp long lanh, đẹp tương đối thì là tầm 12-14 triệu. Còn một đôi này như tình trạng này, mất mỗi cái lưới e căng thì em bán giao được các bác là 6 triệu giá tại cửa hàng. Cước phí vận chuyển các bác cứ cộng thêm cho em tầm 500-600 nghìn. Đấy, bao zin nhá, bao zin, ba tép phân tầng, bao chất lượng cho bác. Duy nhất là có bị mất cái lưới rồi, với một chiếc này nó bị mất hai cái tay sách. Đấy, mất hai cái tay sách. Còn bên này tay sách vẫn còn nguyên này, EVPX series này. Đấy, một bên là còn nguyên hai tay sách, một bên là mất hai tay sách. Đây, bên trong thùng đây có như này, em không biết nó có phải đời trước đời sau hay không, mà đây một cái thì mất cái bông ở đây, còn một cái thì bông đây nó vẫn còn, không biết nó có đúng đời trước đời sau không. Đấy, trong này có bông này, trong này có bông này. Đấy, đều có đỡ tép nhá. Đấy, đây thùng cái này thì nó về bị này, em sẽ xử lý này đơn giản thôi, gắn keo bắn đinh là xong rồi, không vấn đề gì cả. Thì các bác nào quan tâm đến các sản phẩm xịn chất lượng cao giá rẻ này thì hãy trực tiếp nhé. Và tiếp theo là B3ES215 Bass 40. Và 40 từ 2% còn này bắt rất là nặng. Tép B3750 tép xịn này, này tem rôn này. Em sẽ quay cho các bác xem series email của nó số nó in bắn ra rẻ nó đậu đâu. Đấy, số nó bắn ở đâu nhìn không thấy. À đây rồi, 75 ED gì nhỉ? 36-8 nào, ui giời, số má loạn cái này. Số đây. Đây, cái này em về em chưa vệ sinh nhá. Cái con B3 này chưa vệ sinh, tức là con này thùng kia là trông, nếu mà để nguyên bụi trông thảm hại vô cùng lắm, thì chúng em phải lau qua. Còn cái thùng B3 này thì nó xấu như hình. Xấu nhưng lau đi nó sẽ sạch đẹp. Bát tép nguyên zin nhá. Con này em cam kết với các bác là bát tép con này còn nguyên zin. Em sẽ để cái bát kia, không biết là để đâu, bát cứ đặt nó riêng ra kia đã, tí thì sẽ gọi lại cho khách xong. Nặng năm con bát này đây, series mây đây, đó tem B3 đây, nguyên zin nhá. Đây là phần tần của nó này, phần tần khá là khủng bố, rất là to, ba cuộn cả một bát này, cuộn sau bát này, cuộn tép này,
tụ 1 này, 2 này, 3 con này, chở 1 2 3 4 5 6 6 con. Phân tần này rất là xịn nhá. Và đây con này là hàng xịn nhá. Các bác nhìn cái ke góc này. Cái bông này nhiều anh em là nói là không thể nào bị làm nhái, nhưng vẫn nhái đầy đấy. Em vẫn nhớ một câu danh ngôn của nó, của bác khách nào đó, bác thợ nào đó. Rồi bây giờ em sẽ tháo hẳn bê hẳn cái bát này ra, quay cho bác xem nhá. Đây nhá, để em quay luôn cho bác xem này. Đây là bát này. Đấy. Tay nó hơi bẩn tí, không biết sờ đây nó có tịt không, dính không. Vẫn hơi dính, đấy, vẫn hơi dính, không đến nỗi. Còn tương đối đẹp nhá, bát 40, B3. Nói là B3 thôi nhưng mà thật ra là bát này là cái xương này là của BC này, BNC này. Đấy. Còn cái thép từ thì đằng sau hình như là của RCF. Đấy, chuyên sang kiểu ấy. Còn đây, đây là cổ tép này, các bác nhìn này, tình trạng như hình nhá. Nguyên bụi nhá, chưa vệ sinh nhá. Cái này thì lát nữa em sẽ tháo hẳn cái củ kèn này ra khỏi cái phễu này. Vệ sinh cái họng kèn này thật là sạch đẹp cho các bác. Còn bát này thì em sẽ lau qua cho nó đỡ bụi thôi. Bụi này em sẽ dùng cái chổi bé để lau thôi, chổi cái sơn bé còn lau thôi. Đây bên trong thùng đây, kè góc đây. Con này tình trạng nó rất là ngon nhá, rất là đẹp nhá. Thùng gỗ này thì gỗ MDF, không phải là gỗ dán. Thoát hơi thì không có bách. Đây, con này thoát hơi không có bách, nhưng mà được cái tiếng bát nó đánh kinh lắm. So con loa này với con Ever Wolfgang kia thì không có cửa. Rửa. Vâng, vâng, chờ tí nhá. Còn đây là, vâng, đây là phân tần này các bác xem nhá. Dây bát đây này. Đây là dây bát để riêng ra tí nhầm. Dây bát này, ăn chung với nhau mà. Đây là dây tép này. Dây tép nó dài hơn dây bát này. Đó. Nó tai nhỉ. Mưa này cũng rửa xe thì em chịu này. Đây, đồ đây. Đấy, mưa này rửa xe thì cũng chịu thôi. Còn đây là kia, phần hậu phân tần kia. Đó. Đây nó nổ cọc này. Kè góc này. Xịn không? Đấy. Về trong tình trạng tương đối đẹp nhá. Để em đặt đứng cái thùng lên. Quay cho các bác xem. Ui giời ơi, thùng không khá nặng. 47 cân một chiếc này. Đấy, thùng thì tình trạng như thế này. Nó hơi bị bẩn một tí này thôi. Cái này em sẽ vệ sinh sơn qua. Còn các bác nào mà muốn nó đẹp tương đối thì phải dùng máy trà. Trà hết phần xe trên này đi. Xong đổ keo. Đấy. Xong bắt đầu nó bắn sơn lại. Bên cạnh cũng thế. Nói chung mà con này mà làm lại phần vỏ thì cứ xác định nó mất 800. Thì là sẽ tháo hết các cái linh tinh ra, sơn lại như mới luôn cho các bác. Hết 800 nghìn một đôi. Còn đây một chiếc thì chắc là tầm 400-500 thôi. Còn đây, đây là phần hậu đây. ES215 35 mã. Đó, B3 QC Pass, QC5 này, Serino này, B3. Đấy. Đó. Số đây. Thông tin đây, 55Hz đến 16kHz. Power 500W, sensitivity 97dB, 97dB là cao lắm rồi. 8 ohm, trọng lượng là 47kg. Con này ở dưới có một cái nỗ cọc nhá. Quay tương đối là chi tiết cho các bác xem. Đó. Đấy. Úi dồi, cọc con B3 này chắc có khi phải dùng búa tạ đập nó mới vỡ sao. Còn các loại búa con kia là đập gãy hết cái nhựa cái sắt rồi. Còn đây là cọc con này phải dùng búa tạ. May ra mới phá được cái điện thoại này. Đấy là tính chất phá hoại thôi. Còn tính chất một để dùng thì đừng làm gì cả. Còn đây là phần đỡ tép thì bên hãng là họ dán sẵn cái gioăng mút cao su ở đây. Rất là dày. Rất là dày. Đó. Cái này thì em báo giá luôn nhá. Giá tại cửa hàng là 8,5 triệu. Đấy, các bác nào quan tâm thì hệ trực tiếp thôi. Còn phí ship thì em nói thật các bác là các bác tự lo. Phí ship con này nó khoảng tầm 700.000. 700.000 trên một chiếc này, 47kg. Thùng rất là to, cực kỳ cồng cành này. Đấy, thì em bán thì cũng báo luôn cho các bác nè. Các cái phần xước này thì em sẽ vệ sinh bắn sơn qua thôi. Con này là nguyên zin của nó là không có lỗ, không có chân cao su ở dưới. Còn các bác nào thích có chân thì cũng được. Đấy. Sẽ vệ sinh tương đối thôi. Chỗ nào nó xước cái này thì chấm keo 502 vào xong là sơn lại cho nó màu đen. Còn các bác nào muốn làm cái thùng này đẹp thì thêm cho em 400.000 nữa. Là nó vào tầm 8,9 triệu. Là ngon lành luôn. Tình trạng là sống nhăn răng nhá. Sống dai như đỉa. Dòng B3 này nhiều anh em khẳng định rồi. Giá cặp này còn tương đối đẹp là khoảng tầm 17-19 triệu. Tùy từng cửa hàng bán. Đấy.
còn tình trạng xấu như hình nhưng lại nẻ một chiếc, dành cho các bác nào thích nẻ. Đấy, thích nẻ đấy thì các bác chơi đúng không, thi thoảng bê ra ngoài sân rằng mặt hàng xóm ấy. Bê ra ngoài sân gọi là phá xóm thôi, chứ còn hát trong nhà đổ rồi thì thoảng cho hàng xóm người ta nghe với thì bê một chiếc này ra là được. Đấy. Ok nhá, tình trạng thì thông báo là các bác là như thế. Trong ngày hôm nay ngày 14 tháng 2 2022 là về từng này hàng. Đó, một đôi Quốc Phi Đàm EPPX15 và một chiếc B3ES215. Tình trạng là nguyên đang nguyên kiện nguyên zin. Duy nhất cái đôi này là lệch lưới này, mới mất hai cái tay sách. Còn chiếc này thì về được một chiếc. À, mẫu này thì về một chiếc. Đó, ok nhá. Thì bây giờ mình sẽ phải rửa xe theo yêu cầu của khách hàng. Đấy. Đây là các bác hết sức thông cảm nha. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Phần clip lần sau em sẽ test thử chất âm con B3 này và test thử chất âm luôn của cái loa Wolfram kia. À, cố gắng là đăng trong cùng ngày, còn để sang ngày hôm sau để nó hết vui. Đấy. Về toàn hàng chất hàng hiếm này mà nó bị né. Nói chung là đầu sân nó mới thì nó về hàng như nào thì cố mà chấp nhận thôi chứ không bắt vẻ được. Cứ còn giữa năm thì mua cái gì chả có đúng không? Này, bác đây, đẹp đây, review chi tiết cho các bác. Ô, linh tinh liên thuyền nữa, bây giờ em sẽ rửa xe xong bắt đầu là vệ sinh dọn dẹp mấy cái loa này. Cái này thùng thì vệ sinh qua rồi nhá, chứ không để cũ nhìn trông kinh lắm. Còn cũ loa thì năm nữa em sẽ vệ sinh thôi, các bác xem này còn nguyên bụi này. Đấy. Ok không ạ? Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.